Xin chào cả nhà. Hôm nay mời cả nhà mình cùng đi ăn bánh pizza với nhà mình nha. Đây là cái bánh pizza mà nhà mình đã order, đã để sẵn lên bàn rồi. Mời cả nhà cùng ăn bánh pizza với nhà mình nha. Thường khi đi ăn bánh pizza thì nhà mình sẽ order một cái bánh to như thế này, và ăn được bao nhiêu thì ăn. Mà nhà mình thường order là bánh toàn là thịt, gồm có giam bông, thịt, xông khối, ham, nói chung là tất cả các loại thịt. Nên nhà mình rất thích ăn cái loại này. Bánh vừa mới nướng xong nên đem ra còn nóng hổi luôn, vừa thổi vừa ăn thật là ngon. Khi đi ăn bánh pizza thì ở trên bàn lúc nào họ cũng để cái nĩa và một cái dao cho mình nếu mình muốn dùng. Nhưng mình thấy thực sự thì dùng tay ăn nó ngon hơn nên mình vẫn tiếp tục dùng tay để ăn. Ngoài cái bánh pizza to đó thì nhà mình còn order thêm một cái loại pizza nữa là garlic finger. Đây là một loại bánh mà nhà mình rất là yêu thích ăn món này, và đặc biệt là nước sauce của cái món này ăn rất là ngon luôn. Nên nhà mình rất là yêu, mỗi lần là mà đi ăn bánh pizza thì lúc nào cũng phải order garlic finger ăn mới chịu. Hôm nào có dịp thì cả nhà mình hãy thử gọi món garlic finger nha. Cái nước chấm của garlic finger không biết họ làm bằng cái gì nhưng mà ăn rất là ngon luôn. Trong khi mình và ông xã ăn pizza thì con gái mình cũng order một món ăn của em, đó là gà rán và khoai tây chiên. Đây cũng là món yêu thích của em ấy. Before the pizza is baked, it's nothing like that, huh? Nothing. Well, it's like anything, right? She needs to buy. 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 She needs
stop at Tim, then you can save it all in there. Selling hay. If you stop at Tim, you can save it all in there. And it's on the push off head already. And it's on the push off. Sau khi ăn xong thì nhà mình sẽ order thêm một món tráng miệng nữa. Đó là ở dưới là một cái loại bánh cookie, ở trên là kem. Đây là lần đầu mình ăn nên mình cảm thấy nó thật sự mà nói thì không ngon. Nhưng mà chiều theo ý con gái mình thì mình order cho em ấy vui. Just whipped cream. Mm-hmm. Nhìn con gái ăn rất là ngon. The water would be more better if there's no lemon. Và đây là phiếu tính tiền của nhà mình. À, mình ăn hai cái bánh pizza, một cái dĩa gà rán và khoai tây chiên và một món tráng miệng, tổng cộng là 57 đô, chưa tính tiền tip. Thì 57 đô này là khoảng 1 triệu đến 1,1 triệu tiền Việt Nam của mình. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Tạm biệt.